idea, welcome back for our English grammar lesson. In this lesson, I want to share you about how to use there is and there are. And one more thing, I want to share you about what does there is mean and what does there are mean. Yes, so today we will talk here. But ngay đây đây là tôi mình mới riêng mùi tiết đồng bày bằng riêng phụ ôn phụ ôn. Hay mình riêng dân khả năng cứ tẹo tông từ nâng there is rồi có there are. Bạn chẳng thả ta there is hay nâng there are miền nấy dạng đường đếch hay cả pra pra dạng mệnh nốt lâu dân tạm mơ tặng ọc nế. Bà lâu dân mơ đa khiên tặng ọc nế there is there are. We can pronounce there is. One more thing. One more. There is. Again. There is. There are. Again. There are. One more. There is. There is. There are. There are. Good. Thank you. Good, continue. Bà lâu dừng mơ bật tỏ tiết. Dừng mơ, rốt biếp này ca pra. There is, hay nâng there are. Or there is, hay nâng there are. Bà chẳng dừng mơ. There is plus singular noun. Tại nâng miền này tha biết tha there is nâng. Bà clear there is nâng. Trâu plus, mình nên là trâu bộ chỉ ngồi nâng singular noun. You know singular noun? Singular noun, we focus on only one noun. Yeah. Focus on only one noun. You know noun already. Like a marker, like a pen, a book, a door, yeah. A chair, yeah. Or an apple, yeah. And something else. Good. Bạn chẳng trong miền này thà there is trâu bộ chỉ môi là niêm ai và chẳng nạ. Chẳng niêm ai và chẳng nạ miền cứ sầm đau thật là niêm đại miền chùm luôn tại môi cột. Cô thì họ đôi kia phơi môi đám, bịch môi đám, siêu phâu môi khá bà lan môi, mô tô môi cướng. Bà à vây cái đôi niêm tàng lai nạ đại miền tại môi cứ dướng how tha niêm ếch vách vachana. Chẳng biết đề ý nâng cứ dương pra bàn tay chỉ môi nâng niêm ếch vachana tay phần nọc bà ní cứ chìa vây đầy dương trâu đâm tay ngọc bà hai tha ta đề ý nâng miên áp tần này tha dạng này bà miên áp tần này tha miên chẳng biết đề ý sẻ mô tha miên chỉ phí sạc mai dương vẹt thẳng miên đôi khi nghe tái tập tái nhìn lại cả nạ khóc niêm một tích. Dương cái lý mà mới cùng cầu một tích nít. Dương mơ there are or there are plus plural noun. You know plural noun? Plural noun. Và plural noun mình này thành niêm bẻ hụ vật chân nạ. Chẳng dựng đăng hơi niêm bẻ hụ vật chân nạ. Cứ chuyển niêm chắp bì bì lớn. Lần tàu mình thành rốt bọt thằng lai nạ để chuyển niêm nâng. Vì mình chùm luôn chắp bì bì lớn tàu. À nâng cái ôi chung mô thành niêm bẻ hụ vật. Và chẳng nạy chẳng nhớ ở đây nha. Đia is cư dương xâm rạp tại prơ chìa môi nâng niêm ấy và chẳng nạy. Và prê thả miền. Và miền ấy rừng ấy à trai thả tớ. Cái lên niêm nâng prê mô thả mách. Và cái lên niêm nâng dương dô sẽ khi mà đặt lại nâng chẳng bờ niêm nâng prê mô thả mách. Chẳng mình nâng thả miền rồi bọc nâng ấy. Và đôi khi nhớ đấy. Đia a ở đia ra nâng cư dương prơ chìa môi nâng niêm bẻ hụ và chẳng nạy. Vì này thầy dân pra đề á hay tầng này dân rô niêm bởi hụt vầy chẳng nạy vô mặt đạm mẫu. Và con tế á tầng này cứ pra thả miên đôi chân này. Và miên đôi chân này. Còn là thả đề ít. Cứ miên đấy bằng tay miên rồi bỏ ấy tầy mối. Đề á miên đấy cứ miên rồi bỏ chắp bì bì lớn. Và chắp bì bì lớn tầu miên này thả ách bây buông pram bà môn tớ đó. Rập môn bọn tên liền chẳng tầy. Và ní cứ chìa quay để dân trâu chọn chăm ẩm bí. Rồi biếp này ca pra đia is hay nâng đia đia à. Và còn tới át tình này bằng biếp thì pra khám miên đối. Đôi khi nghĩa lâu dương cái lệ mà mờ nè. Cho bạn bèn chè chị bèn mấy. Và tìm mùi cứ positive. Và positive mình này thà tùm ruông sọ. Rưu có bởi dục sọ. Và to tiết tì bì.
cứ negative miền này thà tụm ruộng bắt để xe rồi có phải dùng bắt để xe và hai trong cõi kế cứ và question yeah question miền này thà phải dùng xóm xâm nụ và phải dùng xâm nụ và lâu dừng rồi thì họ thành học gì và chẳng dừng rồi tụm bông kế cứ dừng rồi địa is nên phun sẵn địa is nên phun chạm chọc mà địa is nít rồi hai bàn dừng bàn to từ đó địa à rồi còn địa à lâu dừng mười thì họ nằm ở vòng phun thèm phải one example yeah like yeah. There is a book yeah. There is a book yeah please read all together there is a book yeah there is a book what does it mean in Khmer mean siêu phao muối kba yeah there is a book only one book yes there is a book good but in negative we focus to negative there is not yeah there is not a book yeah there is not a book but kana there is not piet not ni vi chi piet muoy samrap vừa ôi bà dụ nâng khai tự chia negative mê tha tự ôi bà dụ nâng khai tự chia bà dụ bà đế xe there is not a book chẳng bà there is prae tha miên cho there is not prae mô tha mình miền rứ có cọc miền rình there is not a book miên ấy tha mình miên siêu phâu muối mùi bà tê rứ có mùi bà la good thank you now we continue to the question form lâu dương bằng to tự đo bà dụ xâm nụ bà lạc cả nạ nê bà dụ xâm nụ cư dương lớn kỳ gia tắc thu bi mà đã kháng hàng tờ bà bằng tế dương thật xê chia capital letter cứ cứ ấy kế yeah sorry cứ is there bà is there a book yeah don't forget full oh sorry question mark no full stop to stop only negative sentence and positive sentence but in the question we don't use full stop we change full stop into question mark yes ba អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយើងអត់ប្រើ full stop ទេគឺយើងប្រើជា question mark មានន័យថាជាប្រយោគសំសំណួរបាទសញ្ញាសួរសំជាសញ្ញាសួរគាត់ខណ្ឌនេះយើង one more number 2 Can you find one sentence, please, in positive? Yeah, there is a marker. Yeah. There is a marker. Yes. There is a marker. Okay. In negative, there. Yeah. There is not. A marker. There is not a marker. And in question, question, is there a marker? Is there a marker? Yes. Is there a marker? Yes. Thank you. So, we have three forms. Yeah, positive, negative, and question. Now we come, so, and now we move to the R. Yeah. Number three, the R. There are a book or there are book. There are book. There are books. You know, there are books, plural noun. Yeah, books, singular noun. A book, books. And negative? Yeah, there are not. Yeah, there are not book. Sorry, they are not books. Yeah,
there are not books in question. Are there books? Yeah. Are there books? One more. Number four. There are pens. There are pens. There are not pens. Are there pens? Are there pens? Good. Thank you. Yeah, everybody now look at the whiteboard together. Yeah, read all together. Number one. There is a book. Again. There is a book. Yes. Negative. There is not a book. Yeah. In question. Is there a book? Again. Is there a book? Yeah, good. Number two, there is a marker. Again, there is a marker. There is not a marker. Is there a marker? Good. Number three, there are books. Yeah. There are books. There are not books. Are there books? Are there books? Yeah, good. Number four. There are pens. Again. There are pens. There are not pens. Are there pens? Again. Are there pens? Good. Thank you. Now, everybody, now we note about this. There is. Like you know already, there is plus thing to learn now. This is the long form. Bà này cứ chia tùm rung về, như thế nào là tùm rung bình. There is nâng dân ai bằng cruên bàn chia tùm rung play, cứ tơ chia ấy kế. There's. Yeah, there's. Good. Yeah. Like, one more. There are. Or there are. Bà như mới long form. But we can make it into short. Hay dừng ai thua vì tôi chia tùm rộng bằng cruên cứ dear. Yeah. Dear. Good. Thank you. So you can use the short form by change the sentence like there's. Yeah. There's a book. Good. There's a books. Yeah, one more. There's a book. Long form. There is a book. Thank you. And there is not. Pen. There isn't. Yes. There isn't. Yeah. But can I wrap this one out, please? And the last one. There are not. There aren't. Good. Yeah, so you are to notice about this point is very important for us to remember which one that we use in the long form or in the short form is up to you, but we generally use the short form. Yeah, when we say or when we write. Bà chắc chưa ngỡ nghĩa trong đăng thà tặng ông ní cứ chưa được biết đi ca prapra robot there is hay là there are.
there is premotamien ba hay there is trop prae chmuoy niem aevachana there are ko premotamien doy khnie hay there are cham baich trou tae prae chmuoy niem pheu baich vachana ba hay jeung meur bto tiet na jeung ban baeng chaek trang chi 3 ku ba ti 1 ku positive mien nei tha chi tumrong srob hay ti 2 ni chi negative mien nei tha chi tumrong patiset hay chong kroy khang nei da sa nyum lop mạnh mạnh hay và vị trí question và vị trí tụm rong sóng sóng nụ và chẳng dừng mới tụm rong sọp sẵn và there is a book và there is a book và miền này thầm miền siêu phâu muối mùi các bạn prae thầm miền chẳng chẳng đọc và there is nước prae mô thầm thầm miền miền siêu phâu muối mùi các bạn và cứ xung ra prae chứ muối nâng singular nào và a book siêu phâu mùi các bạn mùi các bạn và nó bỏ đầy miền tầm buồn cứ singular và hình chăng dương mơ bật to tiệt dương bằng cát phải dụ nâng tư chiên negative và chia tùm nuống bạn đi xe bình đầu dương cruôn tay bằng thêm not nâu phì thang kroi kể giả tập thủ bi nâng tử và there is mean đọc bê there is not tay thang ọt mean rứ có mình mean rứ có mean nâng ảnh và there is not a book và miền này thang ọt mean tìm hồ mùi khóa mùi khóa tê question is there a book tờ mean tìm hồ mùi khóa rứ tế good đôi khi đấy chúng tôi phải vô kháng thằng cao thằng cao này và con té ở vây đây là khu trong bệnh chợ ở ôn buồn được ở phía trong vừa ca trong trăm ở khan tại bà nốt cứ kỳ miên rồi biết này ca tờ tì đòi miên lại cả nặng pip này tì muối cứ tờ tê chia tùm rộng và full miên này hai chia tùm rộng quen và tùm rộng phình hai mối tiết dương là xe chia rồi biết tùm rộng bằng pruin và tùm rộng bằng pruin miên này hai chia tùm rộng clay và chia tùm rộng clay chẳng bây giờ muối nè và bây giờ muối nè và không lúc này sẵn bây giờ muối nè khi ai sẽ xe ban một tùm rộng tiết bây chia short form chia tùm rộng clay ban được nghĩa dùng mớ there is a book như ai sẽ xe there's a book there's a book và đôi khi nè đấy there is a marker nhưng ai được tay bán there's a marker yes there are books và nhưng ai được tay bán there's books there's book yes and in this positive but in negative there is not, there isn't, there are not, there aren't yes so it's all for this lesson so I would like to say goodbye see you next time bye bye